Tử vi tuổi Tân Dậu 1981 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, sự vận động không ngừng của vũ trụ đã hướng con người tới những nhận thức sơ khai trong việc cắt nghĩa quá trình phát sinh của vũ trụ và hình thành thuyết âm dương. Đi cùng theo đó, dựa trên sự chấp nhận cách vận hành của thế giới, nguyên lý ngũ hành đã đưa ra một giải pháp hệ thống mang tính dự báo về cách thức khí vận động thông qua những thay đổi mang tính chu trình của âm và dương. Và chính điều này đã giúp cho những dự đoán về vận mệnh các con giáp trở nên chính xác. Vậy thì dựa theo quy luật đó, tử vi tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021 của những gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 sẽ được dự đoán như thế nào? Hãy cùng nghe những phân tích của các chuyên gia phong thủy hàng đầu ngay trong video của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý anh chị hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tốt thành hỏa cục, xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuổi Dậu. Đối với người tuổi Tân Dậu trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 13 tháng 1 tới ngày 24 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão. Thứ hai là ngày âm lịch 25 tháng 1 tới ngày 8 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Thứ nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Dậu trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 2 tháng 1 tới ngày 13 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 1 tới ngày 25 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tiếp theo là ngày âm lịch 26 tháng 1 tới ngày 9 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tân Dậu 1981 trong tháng 1 âm lịch, canh dương kim gặp dậu âm kim nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tân Dậu trong tháng 1 âm lịch nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Trong tháng 1 âm lịch, tuổi Tân Dậu sẽ gặp phải không ít khó khăn trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm, vận trình biến động khá lớn, tinh thần sa sút, bản mệnh khó lòng có được những điều mà mình mong muốn. Trong tháng này, các gia chủ Tân Dậu sẽ cần chú ý ngày âm lịch 13 tháng 1 tới ngày 24 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy.
Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Tân Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Sự nghiệp tuổi Tân Dậu trong tháng 1 này, vận trình sự nghiệp biến động khá lớn, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 1 âm lịch của tuổi Tân Dậu không được sáng rõ, bản mệnh dù cố gắng hết sức nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, thiếu linh hoạt trong giải quyết vấn đề của bản mệnh còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, mặc dù dành nhiều thời gian cho công việc, con giáp này cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn, đường công danh sự nghiệp mịt mù. Nhưng chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công lại bị ngăn trở, bản mệnh nên ngồi tính lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 1 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Tân Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, chi khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Về tài lộc, tử vi tháng 1 âm lịch có cho thấy việc kiếm tiền của tuổi Tân Dậu không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho bản mệnh căng thẳng và khó có thể tập trung, sẽ mắc sai lầm để đổi mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hoa của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính túi tiền của mình ra để bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Cho nên bản mệnh cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Để thành công và thuận lợi, như gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, cần mang bên mình vật phẩm phong thủy tam giác khai vận, tị, dậu, sửu. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng để hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả cho việc kích tài lộc cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo, trong tháng 1 âm lịch, bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói do nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Tháng 1 âm lịch cũng là lúc mà tuổi Tân Dậu sẽ không có nhiều thời gian cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên bản mệnh phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Tuổi Tân Dậu mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Tân Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang Minh Quang Pháp Bảo bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về sức khỏe, sức khỏe người tuổi Tân Dậu trong tháng 1 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn, có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc. Hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Ngoài ra trong thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Tân Dậu cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng, làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Tân Dậu trong tháng 1 âm lịch năm 2021. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trái đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.